Nó là nó lên cơn co giật rồi và nó thở hước rồi. Cứu xong thì bỏ lại bình thường thế này. Ngay cái người đây, người thay này là ba của bé thay bệnh. Sau khi mình cũng cấp cứu xong, nó là bình thường thì lại ba bé thay bệnh. Thì lúc 20 giờ tối thì sau khi ăn cơm tối xong á thì bé đi ngủ một lúc thì người nhà phát hiện bé có thở hức và co giật toàn thân, tím tái. Người nhà đưa bé đến một bệnh viện Bình Tân và được hồi sức hơn 15 phút và bé có tim lại, cho nên chuyển về bệnh viện Nhân Hòa. Thì bản thân khi khai thác á, thì khi tại khám á, tại phòng tại lúc mà nhập viện thì tụi tôi ngoài những vấn đề đứa bé này đang được đã ngưng thở, đang bóp bóng thở máy, bóp bóng và cho thở máy, ngoài ra đứa bé thì bị cái đồng tử nó đã giãn rồi, cái não còn thiếu oxy não rất là nặng và nó có một vài vết bầm ở dưới da. Và cái chẩn đoán của chúng tôi là khi mà hỏi lại bệnh sử thì người nhà có khai như thế này. Đây là một hoàn cảnh gia đình cũng khá là đặc biệt, cái là đứa bé được ba, khi đứa bé được 3 tháng tuổi thì mẹ bé không ở chung với bé nữa và bé được ba nuôi. Bình thường thì ba đứa bé nuôi, nhưng mà gần đây, không phải như người ở gần đây, nghe nói là ông người nhà của ba bé, nghĩa là ông cha của ba bé hay là mẹ gì đó bệnh rất là nặng, cần phải chăm sóc ở tại một bệnh viện ở trong thành phố đó, thì mới gửi cho cái cô này, gọi là cô gì, cái bé kia bằng gì, thì chăm sóc cho bé. Và khi mà như vậy thì lúc phát hiện của bé thì dì của bé ở nhà với bé về bệnh viện, bé thở hức vậy thì đưa tới bệnh viện, đưa tới bệnh viện để mà cấp cứu. Thì đứng trước một trường hợp như vậy thì ngoài sau khi mà cấp cứu hồi sức ra thì tụi tôi phải làm tất cả các xét nghiệm. Trong tất cả các xét nghiệm đó thì có một cái xét nghiệm mà tụi tôi khá là lưu ý, đó là cái CT não. Tụi tôi cho CT não toàn bộ, nghĩa là não, ngực và bụng luôn. Và khi mà CT não ra, cái kết quả ra thì đó là cái một cái trường hợp bị phù não rất là nặng nề và có xuất huyết dưới màng cứng. Mức độ phù não đến nỗi tăng áp lực nội sọ mà làm cho cái não nó bị tụt xuống luôn, và cái não nó của đứa bé nó bị tụt xuống luôn, làm cho đứa bé nó mức độ nặng đó thì phải nói là chủ yếu là mức độ nặng này là chủ yếu là do cái sự phù não và xuất huyết não như vậy nên đưa đến tình trạng bé ngưng thở như vậy. Thì kết quả CT đọc là phù não lan tỏa, xuất huyết dưới màng cứng giai đoạn cấp bên bán cầu đại não. Xuất huyết này có lan vào trong bách liên bán cầu và phần nền trên liều tiểu não hai bên. Đường giữa bị đẩy lệch sang bên phải với mức độ đẩy lệch khoảng từ 6 đến 7mm. Cái não nó bị thoát vị xuyên liều luôn. Xuyên liều luôn. Và thoát vị hành nhân tiểu não. Không thấy hình ảnh nước sọ. Đứng trước một cái xét nghiệm mà đặc biệt là kết quả của CT cộng với kết quả của chức năng lông máu thì đứa này bị hồi sức rất là nhiều lâu và cái chức năng lông máu nó có rối loạn, mức độ rối loạn mức độ trung bình. Thế thì tụi tôi triệu tập ngay cái cuộc hội chẩn toàn bệnh viện để quyết định về, thứ nhất là về chẩn đoán đứa bé này như thế nào. Thì sau khi chẩn đoán, khi hội chẩn toàn bệnh viện thì nguyên nhân này có thể hai trường hợp xảy ra. Một là nguyên nhân này do chấn thương, thứ hai là do bệnh lý. Thì sau khi phân tích và hội chẩn tất cả các hội chẩn toàn bệnh như vậy thì cũng không loại hẳn được, nghĩ nhiều tới rồi là chấn thương cũng không loại hẳn được bệnh lý. Do đó thì khi mà muốn xác định chắc chắn nguyên nhân tại sao thì phải đòi hỏi có sự sự kiểm nghiệm kiểm chứng của bên pháp y. Nếu có vấn đề khi mà bé tử vong thì sẽ gửi lên nhà những việc đó và
mời bên pháp y, bên cơ quan chức năng vô làm việc, điều tra nguyên nhân tại sao nó rõ ràng để trả lời. Thì đó là những cái phần mà về chuyên môn chúng tôi đã trình bày các anh chị. Rồi các anh chị có hỏi gì nữa? Khi mà bệnh nhân này khi mà tới nhập vô bệnh viện thì khi mà khám sơ bộ thì tụi tôi đã mời có cái công an ở địa phương ngay chỗ xảy ra sự việc có tới và báo công an ở phường của mình ở bệnh viện thì cũng tới và mời có công an địa phương tới để làm việc. Họ sẽ lấy những cái sự việc như thế nào, hiện tại bệnh nhân như thế nào. Còn sau đó thì khi nó tử vong thì chúng tôi sẽ báo lại với công an và công an làm việc lại, thì cái đó chờ kết quả, không biết cái này như thế nào, chờ kết quả. Nếu mà có cái đó chắc hỏi lại thì tụi tôi sau khi chuyển xuống bên cái nhà đại thể rồi thì tụi tôi không có liên lạc được cái đó ở phần bên phòng kế hoạch tổng hợp, sẽ liên lạc và coi người nhà có thương kiện hay là có vấn đề yếu tố về xã hội cần phải làm rõ hơn cái gì, nguyên nhân gì không. Bà dì đưa đến lại hay là ai đưa về đến phát hiện gì? Bà dì phát hiện đưa đến bệnh viện. Sau khao đó thì báo cho ba nó, nghe nói là ở bệnh viện đâu, ở Bình Thạnh á, cũng bốn cái gì đó, ba nó đưa, ở bà đưa bà. Anh ơi, ngoài cái vùng não ra trên người bé nó có cái vết bầm tím gì không anh? Có một số vết bầm, có một số vết bầm tay và chân. Thì theo hỏi người nhà thì đây là lời khai của bố nó thôi, là mấy thằng một hai tháng trước nó cũng mấy vết bầm đó và bố nó cũng có đi khám bác sĩ nhưng mà chẩn đoán thì không rõ loại, cũng không làm gì hết. Thì mình chỉ đó là lời khai của người nhà thôi, còn thực tế có hay không thì mình phải coi lại. Anh như vậy thì mình về góc độ chuyên môn đấy thì nhìn trên cơ thể bé có qua các kết quả xét nghiệm hay là những cái triệu chứng thì mình nghi nó là do bạo hành. Giờ tôi hồ sơ bệnh án này tôi chưa bao giờ ghi cái chữ nghi bạo hành hết. Và tôi không bao giờ dám ghi như vậy. Mà ghi như vậy rất là vấn đề pháp lý, rất là khó. Nếu đúng thì không nói, nhưng mà nếu sai cũng như án quan này, tội với người khác. Cho nên cần mất cơ quan pháp lý. Nhưng mà theo nhận định tôi được hội chẩn thì cái này có khả năng là do một cái chấn thương, nghĩ nhiều tới chấn thương, mình rất ít nghĩ tới cái phần bệnh lý. Bệnh lý là cái gì? Là bệnh nhân rối loạn đông máu hay là bệnh lý về đột tử. Ví dụ một đứa bé mà đột tử như vậy, tự nhiên được rất là nhiều trường hợp một đứa bé tự nhiên là mình thường nhận ra đột tử. Đột tử thì sau khi mình ngồi tim hồi sức như vậy á thì phải nói là rất là khó mà gây ra phù não đến nỗi mà tục não cũng như là xuất huyết não dưới mặt cứng như vậy. Do đó mình nghĩ nhiều vấn đề chấn thương, mà chấn thương này thì các bạn biết chấn thương rất là nhiều loại dạng chấn thương. Chấn thương ví dụ mấy té ngã đập rồi mấy chơi gì đó, hoặc là nhiều khi do bạo hành mình không đâu có dám kết luận được, mình chỉ ghi chữ chấn thương và chấn thương gì thì ta sẽ điều tra thêm. Ông người pháp y nó, nếu có làm pháp y thì pháp y sẽ trả lời cho mình nó sẽ rõ hơn. Có một đứa trẻ mà trước cái triệu chứng lâm sàng là có một số vết bầm ở ngoài da cộng với một cái triệu chứng là ban đầu theo bà dì kể lại cho ông bố kể lại cho tụi tôi là ban đầu người nhà thấy bé co gặp co giật và sau đó bé thở hước và bắt đầu ngưng thở. Đây là một cái triệu chứng mà thiếu oxy não, mà có thể khả năng đây là một triệu chứng mà do phù não chèn ép thiếu oxy não bị nó co gặp, xuất phát từ đầu tiên nhất là từ cái não. Do đó chẩn đoán cuối cùng chúng tôi vẫn là nghĩa là phù não và xuất huyết não trên bệnh nhân ngưng tim ngưng thở. Còn nguyên nhân tại sao dạ không biết, cái đó phải phòng kế hoạch tổng hợp. Vì sao cái nhiệm vụ của tôi là tụi tôi của mình là cấp cứu, khi bệnh nhân tới tử vong rồi thì bên phòng kế hoạch tổng hợp họ sẽ làm tiếp theo, không biết họ làm tới cái gì hay là còn người nhà không đồng ý pháp y hay cái gì đó, không có yếu tố ngờ cái đó bên phòng kế hoạch các bạn hỏi dùng phòng kế hoạch tổng hợp. Anh vừa nói lại cái mức độ xuất huyết của đứa bé là như thế nào? Mình sẽ đọc lại kết quả cho các bạn của CT.
phù não lan tỏa tầng trên và dưới liều, xuất huyết dưới màng cứng giai đoạn cấp quanh bán cầu đại não bên trái bề dày là 5 đến 7,5 mm. Xuất huyết này có thể lan vào trong, có lan vào trong vách liên bán cầu và phần trên liều tiểu não hai bên. Đường giữa bị đẩy lệch sang bên phải 6 đến 7 mm, thoát vị xuyên liều hướng xuống hai bên, thoát vị hành nhân tiểu não. Nói tóm lại là đó là những cái từ chuyên môn. Tóm lại các bạn là nó có phù não rất là nặng và áp lực nội sọ tăng rất là nhiều đến nỗi mà tụt não và có xuất huyết dưới màng cứng. Thì cái chuyện này có thể xảy ra, giải thích theo phương diện và bệnh lý. Ví dụ đứa bé này nếu thực sự trước đây nó có những vết bầm thật sự và nó có vấn đề về một cái dị dạng mạch máu não hay cái gì đó, mạch máu nào đó nó gây vỡ và nó gây chèn ép, nó gây phù não, thiếu oxy não nó gây chèn ép, tới giai đoạn này cũng có thể có, tỷ lệ rất là hiếm, cho nên tụi tôi nói là không có lộ trừ được bệnh lý hoàn toàn. Hoặc là đứa này nó có một cái rối loạn đông máu nặng, có loạn đông máu nó không có nặng nhưng mà nó do cái chấn thương nhẹ gì đó nó cũng có thể gây xuất huyết, bị máu giống như máu loãng mà cũng có thể gây xuất huyết như vậy. Nhưng mà mức độ này, mức độ rối loạn đông máu sau khi mà bệnh nhân đã được hồi sức và nhồi tim và hồi sức rất là nhiều rồi, ở tuyến trước rồi, tới từ đây thì rõ ràng chức năng máu có rối loạn, nhưng mức độ rối loạn này không phải rất là nặng mà gây xuất huyết não rất hiếm, trừ khi nào nó phải phối hợp cái gì đó, một tác nhân gì đó, một cái dị tật gì thêm nữa thì mới giải thích, người ta mới hợp lý. Còn cái này thì không hoàn toàn thuyết phục. Bác ơi, cho em hỏi là cái sao mà tức là khi mà bé nhập viện á thì mình xác định đó là bé nghi là bị bạo hành rồi báo tôi. Dạ, tôi đã nói cô tất cả cái vấn đề nó đột ngột, là thường đột ngột do đột tử hay do cái gì đó chứ không bao giờ tụi tôi do bạo hành nha. Tôi chưa bao giờ trong hồ sơ không có chữ nào bạo hành nha chị. Chứ mấy chị khẳng định như vậy, cái này nó liên quan nó có bí mật nổi lắm. Còn chị ghi bạo hành có cái là có nghĩa là cái người ta quýnh á. Còn chị ghi chấn thương thì nó muốn làm do quýnh hay do cái gì đó. Tôi thấy một cái tình trạng ngưng tim ngưng thở bất thường. Và ở trong một cái gia đình mọi là có một người mà không phải là cha mẹ nó nuôi. Như vậy cho nên tụi tôi thấy yếu tố pháp lý có thể có và mình phải báo thôi.